生安的，这个应该他还是什么什么什么，工作应该要生，然后呢，这个品种啊，都。Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt người khói
xin chúc mừng vào phần thi của các bạn là thiếu niên nhi đồng. Người Việt Nam da nâu, mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Như vậy là dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua xuyên suốt quá trình lịch sử, đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, và khi hòa bình lập lại thì chúng ta cũng đã phải trải qua rất nhiều những cái cánh gà. Đề nghị các anh chị phụ trách chúng ta sẽ ở lại 1-2 người bên cánh gà để phục vụ cho phần biểu diễn của các em, và để cho chương trình của chúng ta diễn ra thành công nhất, một lần nữa xin đề nghị tất cả các anh chị phụ trách cho các em thiếu niên và nhi đồng lùi xa ra hai bên cánh gà. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
xa hơi mẹ. Anh đã dâu mùa những dòng sông, cùng em mã chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói xây xeo tháng năm. Người Việt Nam xa đâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai họ vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng dòng sông, cùng em mã chạy về hướng đông. Còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói xì xèo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel. Đẹp lắm, mặt lửa khói xây xeo tháng năm. Người Việt Nam da đâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, tiếng lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai họ vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vỡ. Now, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Thank you.
xin chúc mừng phần thi của các em thiếu niên nhi đồng thôn trai. Như chúng ta đã biết, mình phải quay cho nơi nào đây? Em quay ủng hộ các cháu, không đội nào. Không cần nước mắt tôi, hãy để cho đời mắt tôi được nhìn đất nước thương yêu đến những phút cuối cùng. Giờ thôi, quên muốn em đã bị nhìn thẳng vào bóng súng của các người. Những năm nhỏ nhặt muôn năm
xin chúc mừng phần thi của các em thiếu niên nhi đồng thôn Bơ Cọ. Và máu đỏ da vàng do các em thiếu niên và nhi đồng thôn Đông Trung biểu diễn.
đồng chí Phạm Văn. Sau chi đội thôn Đông Trung là chi đội thôn Thanh Khê do đồng chí Vũ Quang Thọ phụ trách. Anh hai về. Kính thưa các anh đại biểu, các ban giám khảo, các thầy cô giáo và các bạn thiếu niên nhi đồng thân mến, trong không khí tưng bừng của đêm hội trăng rằm, chúng ta không chỉ có dịp quây quần bên nhau thưởng thức những chiếc bánh trung thu ngọt ngào, mà còn là cơ hội để chào mừng, để tưởng nhớ tri ân những anh hùng dân tộc đang ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Hôm nay chi đội Đặng Thúy Trâm chúng em xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tiết mục văn nghệ đặc biệt mang tên Hoàn cảnh võ thị sáu và máu đỏ ta vàng. Tiết mục này không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật mà còn là câu chuyện về nữ anh hùng Võ Thị Sáu, một thiếu nữ anh dũng kiên cường đã dâng hiến tuổi trẻ và máu thịt của mình cho tổ quốc. Qua từng cử chỉ, ánh mắt của các bạn trên sân khấu chúng ta có thể thấy được tinh thần yêu nước bất khuất, lòng căm thù giặc sâu sắc và niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tươi sáng. Không chỉ là câu chuyện riêng về Võ Thị Sáu, tiết mục còn mang trong mình thông điệp về tinh thần máu đỏ da vàng, một tinh thần bất diệt trong dân tộc Việt Nam, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì hòa bình, tự do và hạnh phúc của đồng bào. Máu đỏ là biểu tượng cho sự hy sinh cao cả, da vàng là sự hiền hy của con người Việt Nam kiên trung bất khuất. Qua phần biểu diễn này, chi đội Đặng Thúy Trâm chúng em xin hy vọng sẽ giúp tất cả chúng ta có thể hiểu hơn về lịch sử dân tộc, để từ đó biết trân trọng gìn giữ những giá trị mà ông cha ta đã để lại. Chúng ta cùng nhau lắng động từng phút giây để tri ân những người đã đi trước và tự hào về tinh thần bất khuất dân tộc Việt Nam. Xin kính mời các quý vị đại biểu, các ban giám khảo, các thầy cô giáo và các bạn thiếu niên nhi đồng cùng thưởng thức tiết mục Hoàn cảnh Võ Thị Sáu và máu đỏ ta vàng. Lúc đó, chị sinh năm 1933 là người con gái vô cùng thông minh, mưu trí, có tinh thần yêu nước và dũng cảm. Dù tuổi đời còn rất nhỏ nhưng chị đã tham gia vào đội liên lạc cho đoàn quân cách mạng và chị đã lập được rất nhiều chiến công lớn. Tiếp tiên hóa, tiếp tiên ca.
chỉ hát say sưa, không cần nghe tên chánh án, đọc lệnh thi hành án. Đến khi chị nghe tên đội trưởng hét lên một tiếng rằng mục tiêu chuẩn bị, chị mới dừng hát. Nghe chị hét lên rằng đã tỏ được kiên quyết, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch cho muôn năm. Tiếng tiếng hát của chị làm cho những tên đau khổ này chùng tay xuống. Mấy tiếng súng nổ ra, chị vẫn yên gan nhìn vào súng. Tên đội trưởng đã biến súng vào tay chị. Chị đã giảm súng ở lại với mặt đất quân đảo ở yên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để cùng nhảy múa với chi đội Lê Hồng Phong Thơ Thái Kê thôi nào.
đồng của thôn Thượng.